Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series thử thách người cuối cùng. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu mấy anh em tôi là thực hiện thử thách người cuối cùng tắm bằng rượu các bạn nhá. Đấy thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều rượu đây. Thì đây là rượu cái các bạn ạ. Đấy, ở chỗ quê tôi thì nó cũng rất là rẻ thôi. Thì ngày hôm nay thử thách này nó cũng sẽ hơi khó nhá. Và ngày hôm nay là sẽ có hai đội chơi. Đội thứ nhất là đội của Hưng Cốc Hào và Hiếu Tô Tè. Đội thứ hai là Phương Cốc Côn và Phương Cốc Phòng. Thì đội chơi cũng như bao ngày khác thôi, đội nào mà trả lời sai hay là không trả lời được thì chúng ta sẽ phải tắm rượu. Đấy, đội nào mà hết rượu trước thì đội đó sẽ thua cuộc và giải thưởng dành cho đội chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Hôm nay là người cuối cùng ngừng tắm rượu các bạn ạ. Rượu thì nó cay lắm các bạn, độc người thấy say rồi các bạn ơi. Thì hôm nay tôi sẽ cho anh Côn đứ tối về đỡ phải tra xét với em Thanh Hóa nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay là phục thù món nợ hôm trước vì hôm nay cách biệt mà thế nào vẫn để bật lại vậy. Thì hôm nay tắm rượu thì anh Côn thì không uống được rượu rồi. Nhưng mà tắm thì em ơi, nhá. Ngàn ni không say rồi, không uống được rượu rồi. Hôm nay tôi sẽ cho hai thằng này. Mọi người rất là chơi chưa? Rồi. Thì tất cả các câu hỏi của anh em chúng tôi luôn là câu hỏi kiến thức đơn giản, những câu thức chơi chữ hoặc là những câu đố mẹo dân gian. Đấy, thì mọi người nghe kỹ câu hỏi và mới được phất như vậy nhá. Rồi. Thì luật chơi cũng như bao ngày khác nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là một câu chơi chữ cũng rất là dễ các bạn ơi. 7 người công nhân không có việc làm thì gọi là gì? Đây. Rồi các bạn ơi, bên như nào? Vậy là đều nhá. Ui giời, anh biết rồi. Thì có rất nhiều va ở kia rồi. Anh ấy đấy chứ. Okay. Anh cho anh. Rồi các bạn ơi. Thất nghiệp chứ. Rồi các bạn ơi, đó chính là thất nghiệp chứ. Rồi. Rượu. Say rồi, say rồi. Được cái rượu cái thì vẫn phải gội thôi. Ui. Ui. Người luôn cũng say rồi các bạn, nôn nao con người. Cày hết mặt chưa? Cày hết mặt chưa? Thật lắm. Thật lắm. Nếu mà khả năng bây giờ không cúi đổ cả, đổ từ trên đầu xuống nha. Đứng đổ như thế thì nó quay nó dễ. Nha. Ok. Rồi. Các bạn, như vậy là câu đầu tiên thì đội của Phương Cô đã giành chiến thắng nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Lại một câu chơi chữ các bạn ơi. Chị Thao cả đêm không ngủ được thì gọi là gì? Lại đều rồi. Thì bây giờ công nghệ va ở ngoài có rất nhiều các bạn ạ. Để em ra tay. Em gần ra tay một phát thắng phát anh trả lời ăn luôn. Chị Thao rồi ăn được. Thức cả đêm không ngủ được thì gọi là gì? 1 2 3. Thua chưa? Thao thức. Rồi, chính xác rồi đây. Rồi đi. Có trong câu hỏi luôn rồi. Thao thức nhá. Cũng rất là dễ luôn. Trời ơi, em này 5000 chén không say à? 1000 ly không say. 1000 ly không say à? Nhưng mà mới tí sạc các bạn ạ. Đấy thằng Hưng để em. Rồi. Và các bạn này thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Hai đội này thì tôi nghĩ là cũng rất là cân kèo này. Câu này là một câu cũng là đơn giản thôi. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ M. Đây. Rồi các bạn này. Đội của Hiếu lên trước nhá. Con mèo. 1. Từ. Con mèo. 5. 4. 3. Con mèo. 2. Nhớ kỹ đi. 1. Hết câu trả lời. Ý rồi. Tiếp tục còn đến đội này. Con vật gì? Con gì được? 5. Con mèo này. Con mèo, con muỗi. 2. Con muỗm. Con muỗm muỗm ấy. Đúng. Rồi, đi ra đây. Đó chính là con muỗm nhá. Nói chung là rất nhiều bạn này. Vận động đi. Con muỗi, con mọt cái rồi này. Nhiều gì ra để ăn đi phất thôi, làm gì có tí tư duy đâu. Em ơi. Chưa nói trước điều gì. Chưa nói trước điều gì đâu anh. Còn là bây giờ chưa gọi là chưa tỉnh ngủ ấy, chưa vào cầu ấy em. Em ơi, cố gắng vào cầu nha anh à. Không vào cầu đâu. Em thấy là em nhục đấy. Em nói trước em biết đấy. Ôi bạn ơi, thì là chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Câu này cũng hơi khó tí này. Cả này câu này thì khả năng là đội Côn sẽ trả lời được. Đội Côn sẽ biết loại cá này. Cá gì hay bị trả lại? Đây. Rồi con này lại đều các bạn này, công nghệ va ở ngoài rất là nhiều thì chúng ta tiếp tục sử dụng Hoàn Duty để lấy quyền trả lời các bạn nhá. Cá gì hay bị trả lại à? Hay bị trả lại. Đây là một câu chơi chữ các bạn nhá. Từ từ bình tĩnh thôi. Rồi, Hoàn Duty đi. Hay bị trả lại. Đấy thì tất cả các câu hỏi anh em của tôi thì là một loại cá hay là gì? Là một loại cá. Nó tên là một cá anh nghe phát nó biết. Trả lại. Rồi, Hoàn Duty đi. Rồi. Chết đi. Chết. Rồi, độ của Hiếu. Độ của Hiếu được phép trả lời các bạn nhá. 5 4 3 2 1 Đây. Rồi các bạn ơi, như vậy là đội của Hưng không có câu trả lời nhá. Cà chê. Sai. Rồi các bạn ơi, như vậy là cà chê không phải rồi nhá. Sai, tới thôi. Thì là cá gì hay bị trả lại? Thì đây là một cái loại cá
nước mặn các bạn, nó ở biển. Rồi. Được chưa? Rồi. Biết chưa? Biết rồi. Loại cá nước mặn. Rồi, biết rồi. Rồi, chuyết đi. Cá này cũng rất là đắt. Rồi. Biết rồi. Chuyết đi, không phải câu ra. À rồi rồi, em biết rồi. Em biết rồi. Người ta để làm nó. Biết rồi, rồi, rồi. What? Cá hồi. Rồi, chính xác rồi. Rồi, chính là cá hồi. Anh em bắt lại, anh hay làm luôn rồi anh ạ. Nếu mà bây giờ lại bảo là làm món sashimi thì mọi người biết ngay đúng không? Rồi. Đúng rồi, món đấy thì nó lại dễ quá. Ok nhá, phòng uống được rượu thoải mái, không cay. Nhìn đi không say, cay. Ngậm mồm vào thì nó không chảy vào mồm thì không cay đâu. Rồi. Rồi các bạn, như vậy là tỷ số cũng rất là cân như vậy nhá. Như vậy là cả hai đội đều là tỷ số 2 đều. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Anh Bảo là một người rất thích nuôi gà thì gọi là gì? Đây. Rồi, đây. Đội của Hiếu lên trước. Cân đâu một cân. Đội của Hiếu lên trước. Anh Bảo rất thích nuôi gà. Một. Bảo kê. Ờ chính xác rồi. Anh Bảo đâu ăn rồi nào? Anh nghĩ ra chưa? Thôi 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 đi em ạ. Tôi đi bạn ơi. Rồi qua đây. Tôi đi. Cầu đấy không biết cái bảo gà cũng được bảo kê thì là cái kê. Anh Bảo là một người rất thích nuôi gà, đó chính là bảo kê các bạn nhá. Gà thì gọi là kê rồi. Đấy, đội Hiếu lại vượt lên là dẫn trước nhá. Tốt, Hiếu ơi. Chúng ta vẫn sẽ anh, đến, đợi đến. Mình anh vượt đi, tôi vượt lên rồi em. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Vẫn là một câu chơi trí. Hiệp rất cường tráng thì gọi là gì? Ê! Rồi, con này lại đều nhá. Lại đều rồi, nhanh rất là đều. Em biết rồi. Hiệp rất cường tráng. Rồi, thì gọi là gì? Rồi, câu trả lời. Hiệp rất cường tráng ạ. 5 4 Hiệp rất cường tráng 2 Đúng rồi, anh Ngọt đến thế là đúng. Một hết lực, hết lực. Vượt rồi. Sai. Đội của Hưng. Hiệp sĩ. Sai các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta lại quản tu tì. Hiệp rất cường tráng, chỉ có hiệp lực chứ hiệp gì nữa. Sai rồi. Không phải hiệp lực. Thôi các bạn ơi, cứ tự tin vào em ơi, 100% quản tu tì đi. Hiệp lực chứ hiệp gì nữa. Rồi, hiệp lực. Rồi, chính xác rồi. Ôi, phần gì nữa. Cái câu trước là Côn trả lời là hơi chậm một tí, nhưng chính xác rồi. Diện hiệp rất cường tráng, và cường tráng thì nó lớn sức khỏe rồi thì gọi là hiệp lực rồi nhá. Đúng rồi. Đó, đều một rồi. Câu trả lời cũng rất là chính xác. Rồi qua đây, tỷ số lại tiếp tục đều nhá. Tôi thấy hai đội này cân kèo quá. Tôi định cho Bảo vào đội của Côn để cho Côn với cả Phòng gánh, nhưng mà bảo là đứng vào sợ chật khung hình thì thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, vẫn là một câu chơi chữ các bạn này. Câu này hay này. Bà ngoại luôn yêu quý những đứa cháu của mình thì gọi là gì? Rồi qua đây. Công nghệ. Đây em lại em. Lại đều em. Rồi, nhanh. Em biết rồi, Bà ngoại luôn yêu quý những đứa cháu của mình thì gọi là gì? Ai? Đúng rồi, ai cô nữa được. Rồi. Ngoại tình. Yêu quý là sao ngoại tình? Sai, em. Sai. Yêu quý không phải là. Sao lại câu hỏi? Yêu quý không phải là tình yêu em ơi. Quý ơi. Ngoại thương. Sai. Đúng rồi, chính xác coi đây. Có tình yêu quý. Đúng rồi. Đúng rồi. Yêu quý không phải. Tình yêu nó khác em ơi. Tôi sẽ biết. Yêu quý thì nó thuộc là cái về phạm trù nói chung là tình cảm của gia đình rồi, chứ không phải là tình yêu tình báo gì đâu các bạn nhá. Ok, Phòng phân tích thế rất là chuẩn các bạn ơi. Rồi qua đây. Như vậy là đội của Côn và Phòng lại dẫn trước một bàn. Một bàn quá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Lại là một câu chơi chữ các bạn ơi. Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì sẽ như thế nào? Thì sẽ cày như thế nào? Đấy, trả lời trước đây. Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì sẽ như thế nào? Có 2 giây thôi, Ngọt ơi. Rồi. Sẽ như thế nào? Rồi, đội này đội Côn phân trước các bạn nhá. Một người. Hai. Một người gì? Cho bạn trả lời đi. Một. Rồi, bạn là không có câu trả lời ra. Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì sẽ như thế nào? Mình làm khi mà mình làm một cái vấn đề gì đó lần đầu thì mình sẽ làm gì? Sẽ lại gợi ý. 5 4 tôi, 3 tôi trả lời bỡ ngỡ. Tôi trả lời bừa đấy thật. Thằng Hiếu. Cho tôi đọc kỹ lại và tôi sẽ phân tích cho mọi người này. Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì sẽ như thế nào? Thì mới đi cày ruộng đúng không? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ cày và ghép theo vế sau. Mới đi cày ruộng lần đầu. Cày rồi. Đây là một công việc của người nông dân. Rồi. Rồi. Đội Côn, đây là một công việc của người nông dân. Rồi. Là suýt thôi, có đáp án thì suýt thôi. Rồi ok, bản thông tin thì chúng ta để quyền trả lời nhá. Sao anh nghĩ thì anh là phép đấy. Rồi. Anh chưa có đáp án đâu. Em chưa đáp án gì? Đâu. Rồi, có rồi. Một công việc của người nông dân. Bên nào? Bên kia. Đếm đi. 5 4 Cày thuê.
gần đúng sai? Ui giời ơi, cái gì làm nào được? Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì sẽ như nào? Không biết được đáp án, mình cứ cày cuốc. Sai. Sai. Gần đúng. Thôi hai bên hai này cùng gọi đi. Một người mới đi cày ruộng lần đầu thì người ta sẽ cày bừa. Đúng rồi. Hiểu không? Bừa nó là một công việc của người nông dân. Và cái thứ hai là bừa có nghĩa là cứ làm liều ấy, làm sắng ấy. Mày cứ nghĩ ra sâu xa cái gì. Không ai nghĩ ra. Ok các bạn ạ. Đấy, quan trọng là lúc ngồi vào ghế lóng nó hơi khó tí. Thôi bạn ơi, tỷ số thì bây giờ đội của Côn vẫn dẫn trước một bàn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Vẫn là một câu chơi chữ. Thiếu gì mà mỗi người đều phải trải qua một lần? Thôi các bạn ơi, tiếp tục là đội của Côn lên trước các bạn nhá. Thiếu gì mà mỗi người đều phải trải qua một lần? Đều phải trải qua một lần nhá. Thiếu gì? Một. Rồi các bạn ơi, không có câu trả lời. Tiếp tục là đến đội Hưng. Thiếu gì mà mỗi người đều phải trải qua một lần? Hả? Một. Thiếu tình ý. Mày nháo à? Thôi trải qua làm thì có câu thời gian cho em trả lời, thế cho em suy nghĩ. Rồi đây. Thì tôi sẽ gợi ý cho bạn đó. Thiếu gì mà mỗi người đều phải trải qua một lần? Thì là tuổi của chúng ta là có những cái thiếu gì? Rồi em biết rồi. Rồi. Đúng không? Rồi. Đấy chắc chắn phải rồi. Thiếu liên. Rồi chính xác đây. Đó chính là thiếu liên. Thì làm nào thì ai chẳng phải trải qua một lần. Thiếu liên hay là trong ý thiếu nhi cũng đúng. Ừ, cũng đúng. Đúng. Rồi. Rồi qua đây. Tỷ số bây giờ cách biệt hai bàn nhé các bạn nhá. Cố lên. Thì tôi nghĩ là Hiếu hôm nay mới ngủ dậy chưa loát được các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Đây là một câu đố dân gian về các con vật. Ăn bằng miệng, đi bằng miệng, đó là con gì? Ăn bằng miệng, đi bằng miệng, đó là con gì? Rồi, đồ của Hiếu. Ốc sên. Rồi, chính xác rồi. Ốc sên ăn bằng miệng, đi bằng miệng. Hiếu là ốc đều vàng cũng đúng. Ốc vặn cũng đúng. Nó bảo ăn bằng miệng, đi bằng miệng, đi bằng cái gì? Rồi, chính xác rồi. Câu này đơn giản mà, cứ nói thế là không ai phát hiện. Không, nó nghĩ sâu xa hơn. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Vẫn là một câu chơi chứ. Cung gì không bắn được chỉ xem được? À, cung thiếu nhi. Không. Sai. Đúng rồi, sai cái gì? Anh vẫn còn cái trước. Anh tài đi. Sai rồi. Anh nghe tài đi. Rồi, nghe tài đi. Rồi, Hiếu. Cung gì không bắn được chỉ xem được? Cung thiếu nhi, anh Côn vừa trả lời cho sai. Cung thiếu nhi là cái gì? Quỷ dễ anh cứ đuổi vội vàng thế. Không có cung thiếu nhi em ơi. Đùa nhi. Thế bài học thế này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ gợi ý để cho cả hai đội. Không, bên này vội vàng làm bên kia trả lời rồi. Rồi. Mình có 5 giây mà. Bây giờ tôi sẽ gợi ý để cho hai đội cùng trả lời các bạn nhá. Em biết rồi. Rồi. Cung gì không bắn được chỉ xem được? Thì nói chung là đây xem là một cái chỉ xem không được. Bắn được. Xem thì nó có cái gì mình nhìn được. Em biết rồi, rồi. Nhanh. Suy đi. Rồi. Cung gì mình nhìn được là được. Rồi. Cung điện. Chính xác bạn ơi. Đó chính là cung điện. Em không quyết đoán thế nào. Đoán gì cứ bình tĩnh, anh cứ bình tĩnh nào. Em phải quyết đoán. Cung điện thì không bắn được nhá. Chỉ xem được là chính xác rồi các bạn ơi. Ok, lại đầu các bạn ơi. Tỷ số lại cân kéo cho hai đội này mạnh thế nhỉ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Cái câu này dễ này, khả năng là Hiếu nó cũng thích. Rồi. Cây gì lữ có nhiều mà lam không có? Rồi, các bạn ơi, như vậy là đều nhá. Chúng ta lại tiếp tục quản tù tì để lấy quyền trả lời. Cây gì lữ có nhiều mà lam không có? Có câu trả lời cho suy nghĩ chưa? Được. Rồi. Cây trinh nữ hoàng cung à? Rồi, chính xác các bạn ơi. Đó chính là cây trinh nữ. Hoặc là cây vú sữa nha các bạn nhá. Đúng rồi. Vú sữa thì đàn ông làm gì có sữa. Rồi các bạn ơi, đội của Côn và Phòng lại tiếp tục dẫn bàn với 1-0 nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Vẫn là một câu chơi chữ các bạn nhá. Anh em của tôi toàn thích câu chơi chữ thôi. Mẹ của bố rất thích ở giữa thành phố thì gọi là gì? Em. Rồi, đây, bên này. Ok. Bà nội. Giữa thành gì? Đọc lại câu hỏi. Thằng nội tâm. Nội tâm. Rồi, chính xác là đi nội tâm. Phải bà nội. Trời. Ê, nhớ không phải bà vứt đều đấy. Ờ, không sao. Rồi, bà ơi. Phòng thứ gì rất là thốt rồi nhá. Mẹ của bố đúng rồi. Rất thích ở giữa thành phố. Rồi. Ơi, bà nội đã liên quan. Còn anh thấy không liên quan thì anh sẽ biết là sai rồi. Rồi. Hai bạn rồi đấy. Cố lên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu chơi chữ này. Thành gì có nhiều chữ? Đội của Hiếu lên trước nhé các bạn nhá.
Thành gì? Thành ngữ. Rồi, chính xác đấy. Ui. Câu đấy làm gì? Câu đấy anh bao kể thật nhiều nó quá đơn giản. Câu đấy trả lời nhiều rồi, mình thất chậm rồi. Thất chậm mà chịu. Uống đèo nào. Yếu thế nào ấy, mạnh. Vẫn là một câu chơi chữ các bạn nhá. Câu này cũng hơi khó tí này. Điểm gì chúng ta biết đến từ người? Rồi, bạn này như vậy là công nghệ va phát hiện là cả hai điểm đội phất bằng nhau. Từ người ấy. Điểm gì giúp chúng ta biết đến từ người? Rồi. Bạn tôi tí đi. Cái gì đâu mà phàm nhanh 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 nhanh. Rồi. Rồi từ từ. Điểm gì? Giúp chúng ta biết đến từ người. Điểm chỉ hay là điểm mặt gì cũng thế. Sai. Rồi trả lời là điểm. Điểm chỉ đi. Rồi trả lời. Sai. Không phải điểm chỉ. Từ từ. Bình tĩnh. Thôi ngồi im đi. Hả? Tình trạng biết câu. Không phải đâu. Không phải đâu. Điểm gì biết giúp chúng ta biết đến từng người? Thôi. Thôi đây đây đây. Một trong hai. Biết đến từng người á. Không có thôi. Điểm thi. Sai quá đây. Đây tôi sẽ gợi ý các bạn nhá. Điểm chỉ thì không phải này. Điểm chỉ thì có nghĩa là chúng ta là gọi là một cái. Anh biết rồi. Từ từ gợi ý đi. Thế bây giờ tôi sẽ gợi ý nhá. Ví dụ bây giờ có rất là đông. Ví dụ tất cả có một cái hội trường như thế này. Rồi. Bây giờ ta chưa. Đây, tất cả hội trường đấy là gì? Bây giờ có. Tôi phải trả lời nghe rồi hết chứ. Bây giờ có một cái hội trường rất đông người như này. Bây giờ làm cái nào để tôi biết thằng kia tên là Hiếu, thằng kia tên là Hưng. Rồi, suýt sao? Rồi. Suýt. Rồi. Ô. Suýt đi. Suýt. Chú suýt đi. Rồi. Trả lời. 5. 4. 4. 3. Đây. Rồi. 3. 2. Trang điểm. Điểm danh. Điểm danh chính xác rồi. Sao lại trang điểm? Ê. Anh chịu. Sao lại nghe lén sao à? Đâu, bạn cháu bảo điểm danh à? Sao nghe bảo được nghe nhầm. Trang điểm. Không nghe. Sao nay em trả lời bà lội với là trang điểm không chẳng liên quan. Hôm nay tôi mở thằng Hưng làm sao các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Giờ đẹp nhất là giờ gì mà không phải là giờ vàng? Rồi, hai người đều ấy. Hai người đều phạm quy. Rồi, giờ đẹp nhất. Anh biết rồi. Rồi, suýt rồi. Rồi, suýt nào. Suýt, không phải câu giờ. Đây là một rồi. Từ. Một từ thì. Suýt đi. Suýt đi. Tổng lại câu hỏi đi. Giờ đẹp nhất là giờ gì? Nào, nhưng không phải giờ vàng đúng không? Không phải là giờ vàng. Nào, suýt đi. Suýt kìa. Ra đi. Rồi. Trả lời. Khả năng đồ này không được. 5. 4. Đây. Trả lời đi, không phải bàn làm đéo tầm này làm gì có thời gian mà bàn. Và sai thì thôi trả lời đi. Giờ cao điểm. Sai. Giờ hoàng đạo. Rồi chính xác rồi. Giờ chính xác rồi. Còn đến ba dễ luôn. Thế thế này không biết câu đấy nhỉ. Lời phải bàn làm gì có thời gian em trả lời thôi. Làm gì có thời gian mà suy nghĩ. Có thời gian anh trả lời lại có thời gian bàn nhau. Công nhận. Thôi các bạn ơi, như vậy là điểm số thì bây giờ rất là cách biệt nhá. Nhưng mà hôm trước thế nào đội Hưng với cả Hiếu lại bật lại được. Nhưng hôm nay tôi nghĩ là khó rồi. Bây giờ điểm số cách biệt cũng rất là cao rồi nhá. Vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Vẫn là một câu chơi chữ bạn nhá. Chặt rất nhẹ và không bị sứt mẻ tí nào. Đó là tỉnh nào? Rồi bạn ơi, đội của Hiếu lên trước. Chặt rất nhẹ và không bị sứt mẻ tí nào. Đó đến là anh. Tỉnh nào? Tỉnh Thái Nguyên. Chính xác ạ đây. Còn gì nữa. Thế thì là còn gì nữa mà. Đẳng cấp bên nhỉ. Biết rồi, đếm, là... đếm đi. Đếm rồi thì đã đếm đâu. Trả lời luôn đi. Được rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo bạn nhá. Anh Huy rất thích làm toán phép trừ thì gọi là gì? Đây, đây bên này. Hiếu lại lên trước bạn nhá. Huy hiệu. Rồi, chính xác đây, đó chính là Huy hiệu. Hai bàn phần phân đấy. Còn bàn nữa thì là đều. Rồi, bạn ơi, như vậy là tỷ số lại cân gần như là cân kèo rồi. Bây chỉ còn một bàn nữa thôi. Đấy, bứt phá cũng rất là hay các bạn nhá. Đấy, công nghệ va của anh em tôi là toàn chạy bằng cơm ở ngoài thôi. Thì là tôi sẽ nghe theo công nghệ va nhé bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu về chơi chữ. Một người diễn hài trong một trận đấu không thắng không thua thì gọi là gì? Đây. Rồi, đội của Hiếu lên trước. Hài hòa. Rồi, chính xác rồi đây. Đeo. Rồi, có gì nữa đâu mà không biết sầu. Rồi. Hưng tầm này bật chế độ hình xuyên rồi. Rồi, thôi, phải lúc này lúc kia chứ anh. Hiện tại là tỷ số bây giờ lại đều các bạn nhá. Ba câu liên tiếp sợ dần. Bật lại được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo bạn nhá. Giao gì
có nhiều người qua lại. Đây, đây, qua đây. Công nghệ pha lại đều. Đều nhé bạn ơi. Cố lên em biết rồi. Anh cũng ngợ rồi. Rồi. Rồi em đấy em. Rồi. Giao lộ. Sai. Giao lộ là cái gì em? Sai. Điểm giao lộ của tất cả. Giao dịch. Sai. 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 Giao dịch là sai. Giao dịch là sai. Thôi qua đây. Anh giao lộ sao lại không đúng nhỉ? Sao lại không đúng giao lộ? Anh giao lộ chính xác rồi các bạn ạ. Đấy chính xác chưa? Giao lộ hay là giao thông? Đó, đó chính là cái nơi phương tiện chúng ta phải thế đi lại. Giao lộ đó là chính là ba tổ đoàn đường rồi. Rồi, gọi đi. Gọi đi, bạn ơi. Rồi. Cố lên. Rồi bạn ơi, như vậy là bứt phá rất là. Chỉ có giao lộ thì chỉ có quốc lộ chứ không phải là có giao lộ. Có giao lộ. Có giao lộ. Giao lộ đi. Giao lộ là có. Có giao nhau. Mình gọi là giao nhau. Giao lộ thì là các điểm ngã tư, ngã năm đấy. Đấy gọi là giao lộ đây. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu chơi chữ bạn nhá. Tha con đi và không vào ngày chủ nhật thì gọi là gì? Đây, đây. Và là như đây, vậy là bên này công nghệ va là đều bên này, bên này chưa công nghệ va đều. Rồi. Rồi. Thế Trần anh thử bộ này đẹp quá rồi. Tha thứ. Rồi, chính xác rồi, đó chính là tha thứ. Không sao em ơi. Vấn đề thì em ơi, hơn nó họ bằng nhau bây giờ bằng nhau rồi. Thôi, như vậy đây là tỷ số hiện tại đã bằng nhau đó. Đội Hưng thật sự mạnh thật. Mạnh chứ. Mạnh mà. Bị dẫn trước bao nhiêu bàn không tâm lý vẫn trả lời được. Cố lên. Rồi, chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo nhé bạn nhá. Nghe kỹ nhá. Hưng cầm một lọ sơn 20 kg. Anh Côn cầm một khúc gỗ 18 kg. Hỏi bên nào tốt hơn? Đổi đây bên em tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Rồi chính xác rồi. Đây còn gì nữa? Còn gì nữa mà Hưng? Bị phê rồi. Hưng nghi hơn đẳng cấp ghê nhỉ. Quan trọng số ký là có quan trọng gì số ký đâu. Lừa. Câu hỏi lừa. Thôi các bạn ơi, đội Hưng bây giờ lại bật lại rồi, ngược dòng rồi, lại dẫn trước một bàn rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu này là một câu chơi chữ nha, khó đấy. Chị Dung là một hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài thì gọi là gì? Rồi các bạn ơi, các bạn tiếp tục đều. Chị Dung là một hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài thì gọi là gì? Thì câu này thì nói chung là bây giờ tôi mà. Rồi rồi. Được chưa? Từ từ bàn với em. Bàn với em à? Chị Dung là một hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài thì gọi là gì? Không phải đâu. Thôi, hoàn tự tin đi. Hoàn tự tin rồi sẽ có câu gợi ý bạn này. Gợi ý trước đi xong hoàn tự tin đi. Gợi ý trước xong hoàn tự tin. Thế khả năng tôi sẽ gợi ý trước xong hoàn tự tin luôn. Thế là thắng ăn luôn. Chị Dung là một hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài. Là một hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ làm thế nào nói để cho người Tây người ta hiểu cái ngôn ngữ thì gọi là gì? Dung dịch rồi. Rồi. Mình biết từ vừa đấy mình nghĩ dung dịch rồi nhưng mà nghĩ không phải. Yếu có suýt thắng nào? Rồi. Suýt thắng rồi. Giờ anh bảo mày rồi. Rồi. Xong rồi. Rồi, đó chính là dung dịch chứ. Em nghĩ đi đâu dung dịch rồi. Nhiều phụ nữ là khi cho người Tây chỉ có dịch, phiên dịch. Tính bảo không phải. Thôi, có như vậy là tỷ số bây giờ hiện tại bây giờ đang đều chưa? Dung Tây. Bây giờ đang nghĩ dung Tây à? Bây giờ mình phải ghép cái từ đấy, nó sẽ có nghĩa với từ sau. Và nó sẽ, nó trong cái nghĩa đấy các bạn nhá. Cũng rất là đơn giản thôi. Hiện tại bây giờ tỷ số bây giờ đang đều à? Cũng rất là gay cấn các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu chơi chữ này. Lút gì có thể ở được? Rồi các bạn như vậy là tiếp tục đều nhá. Lút gì có thể ở được? Lút gì có thể ở được? Lút gì? Lút. Lút gì? Có thể. Dễ nhỉ? Câu này dễ thế. Nói chung là tôi lại gợi ý nhá. Gợi ý không hoàn được gì nhá. Rồi. Anh em mình thằng nào cũng có. Rồi. Thằng nào cũng sử dụng cái đấy. Lút gì? Dễ nhỉ? Anh em ai cũng có. Các bạn ơi, các bạn ơi comment ngay từ giây phút này thôi. À rồi, rồi. À, rồi. Nhanh, 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 nhanh. Anh em mình ai có. Rồi. Từ kìa. Ở ghế đây. Ừ. Nó cao lên anh là vì thế thấp rồi. Câu này không phạm trù cho. Lút gì mà ai cũng có. Rồi. Nào, lút gì ở được. Rồi thôi, thôi, trả lời đi đếm dần. Ok. Lút gì ở được? Lút gì ở được? Lút 5 4 Thôi. 3
lút nữa. Hai. Một. Rồi câu hỏi trả lời nhá. Rồi. Đời Hưng. Tự nhiên lên rồi. Câu gì? Trả lời đi nha. Trả lời đi. Lút hôm. Chính xác rồi. Cái gì đó mà. Không trả lời. Cái gì lút hôm. Hôm là nhà. Hôm là nhà. Hôm là nhà. Su. Vì là hôm. Villa home câu này hay nhỉ, lúc gì ở được đấy thì thực sự câu này nó cũng rất là đơn giản thôi, ai biết là mình ai nghĩ là nó không phải là cái nhà hiểu không, ai nghĩ là nó lại lộn nhà tiếng Anh gì ấy. Thôi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá, câu này thì cũng đơn giản thôi, kể tên 5 loại cây trồng để ăn củ. Đây, đây. Rồi con lại đều. Rồi, nhanh lên. Câu này thì ai bên nào thắng mới đấy được. Rồi. Rồi. Củ khoai tây. Một. Củ khoai lang. Đây, chỉ khoai thôi. Chỉ tính là một củ khoai thôi. Củ lạc. Hai. Củ cà rốt. Ba. Củ ấu. Đúng rồi, củ ấu. Sai. Ấu không trồng nha bạn nhá. Ấu là gì nữa? Đây ấu không trồng. Trồng này nó lớn trồng, được. Trồng thì nó trồng phải, dưới đất mà. Nó phải dưới đất. Đây dưới đất. Củ cà rốt này. Củ cà rốt này. Củ khoai này. Củ sắn này. Sai. Sắn thì dưới đất này. Củ lạc này. Bốn. Củ đậu. Củ đậu nữa. Rồi chính xác bạn ơi. Hỏi các bạn ơi thì là cái củ củ ấu. Củ ấu là củ thả các bạn ạ. Chúng ta sẽ thả dưới nước nhá. Không ra. Rồi. Thôi các bạn ơi, như vậy là tỷ số bây giờ là hai đều. Giờ xem là đội nào sẽ là đội giành chiến thắng trong thử thách tắm rượu ngày hôm nay các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu chơi chữ cũng như là một câu chúng ta sẽ phải ứng dụng ngoài tự nhiên các bạn nhá. Cổng gì to nhất? Rồi các bạn ơi, như vậy là đội của Hiếu lên trước. Cổng gì to nhất? 5 1 Hết giờ các bạn ơi. Cổng trời. Rồi chính xác rồi, đó là cổng trời. Thế rồi. Em mà đừng có đích em ạ. Đừng có đích. Không dừng quạt lên. Em chỉ có 2 giây thôi. Vẫn chắc là 2 giây thôi. Trả lời sai đúng thì tính sau. Rồi. Rồi bạn ơi, bây giờ là đội Hưng thì còn 1 và đội Côn thì còn 2 nhá. Thật sự là hai đội này găng nhau thật, mạnh thật. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này mà đội Hưng mà không trả lời được là quẳng luôn này. Hình gì có âm và có dương? Đấy. Thôi các bạn ơi, đều. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Phát lại. Xuyết. Bên nào thắng xuyết là xong. Cái vị trước ở nhà người ta hay treo đấy. Rồi. Xuyết. Cái gì? Xuyết. Xuyết đi nào. Nào. Mình bắt quái. Rồi, chính xác rồi đây. Ôi, win, win. Vô. Win cái gì? Không phải mồm em mà thi đấu nên là không phải mồm em mà không phải siêu thật. Thôi các bạn ơi, hình gì có âm mà có dương, đó chính là hình bắt quái nha bạn nhá. Và thử ngay đằng trước nha là đấy thì em bảo treo trước cửa nhà nên thì và thử thách tắm rượu ngày hôm nay thì đội của Côn và Phòng đã là đội giành chiến thắng vậy đó, thì đội của Hiếu thì cũng rất là thông minh, nói chung là hai đội cũng rất là cân kèo, thì 1 triệu đồng tôi sẽ dành cho đội của Côn và đội Phòng nhá. Đấy thì nếu bạn thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Một lần cảm ơn tất cả đã xem video, xin chào.